Xin chào tất cả các thầy cô à, Hôm nay mình xin hướng dẫn cho mọi người cái cách để chúng ta cài cái phong chữ tập đọc phong chữ tiếng Việt cho lớp 1 cái phong chữ tập viết cho lớp 1 cũng như là cách để chúng ta cài những cái phong chữ cho những cái file mà khi chúng ta tải về từ quốc từ Excel mà nó bị lỗi nó không 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 hiện được phong chữ thí dụ kiểu như thế này nè đó khi chúng ta tải về thì nó bị à, lỗi như thế này thì bây giờ mình à, xin hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta cài à, cái phong chữ này thì à, đầu tiên khi mà chúng ta tải về một cái file như thế này mà nếu mọi người thấy cái phong chữ ở trong này nó nó bị lỗi nè đó những cái phong chữ như thế này nó nó, nó không bị lỗi thì chúng ta để ứng vào đây nó sẽ hiện ra cái phong chữ ở đây đó, có nghĩa là trên máy của chúng ta nó đã có cái phong chữ này rồi thì nó sẽ không bị lỗi còn nếu như cái phong chữ này khi chúng ta để anh chụp vào đây mà nó hiện ra đây nhưng trên máy của chúng ta chưa có thì nó sẽ báo cái cái phong chữ này nó sẽ bị lỗi kiểu dạng như thế này nó sẽ hiện ra các cái tự vuông vuông hoặc là các cái tự lạ như thế này thì bây giờ cách xử lý là như thế này khi chúng ta mở cái file mà chúng ta tải về nó lên thì chúng ta để con chuột vào đó cái chỗ chữ bị lỗi đó thì chúng ta sẽ thấy nó hiện lên lên, lên cái cái à, cái cái phòng chữ như thế này thì chúng ta bôi đen đây và chúng ta copy đó. sau đó chúng ta mở cái trình duyệt lên và chúng ta sẽ vào Google chúng ta bỏ cái phong chữ đó lên và chúng ta nhấn enter đó. thì à, nó sẽ ra cho chúng ta một số cái trang tải thì tùy mọi người thích tải cái trang nào thì vào cái trang đó mình thì mình hay tải ở cái trang à, về Unicai này đó thì mọi người nhấn vào đây và đây thì à, mọi người thấy ở trong này nó sẽ có những cái 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 phong chữ mà người ta giới thiệu này đó. sau đó mọi người tìm xuống dưới nhấn vào cái chỗ chữ tải phong này mọi người để ý nữa nha ở đây nó có cái chữ mật khẩu giải à, nén nè thì chúng ta copy cái này nữa nha tí nữa cho khi chúng ta tải về rồi thì chúng ta phải giải nén nó ra thì chúng ta mới à, mới mới à, nó mới được. đó chúng ta nhấn vào cái chữ tải phong đó, chờ một chút xíu nó sẽ chạy xong một trang mới như thế này thì chúng ta nhấn vào đây để tải. Đó. rồi ok bây giờ nó đã chạy cái phong này về đó, thì chúng ta mở lên rồi đây chúng ta nhìn thấy đây sau đó chúng ta nhấp chuột phải vào chọn à, WinRAR Extract Here thì có thể trên máy của mọi người thì nó sẽ hiện ra như thế này đó, thì mọi người chọn vào chỗ Winrar ra luôn xong rồi chọn extract kia đó. sau đó thả cái mật khẩu mà hồi nãy mình vừa copy bên kia vào đây là cái mật khẩu ở chỗ đây nè đây cái mật khẩu ở đây nè để nó giải nén cái cái win ra này ra sau đó chúng ta nhấn ok rồi thì nó sẽ lại giải nén ra cho chúng ta được một cái thư mục như thế này đó, thì chúng ta mở cái thư mục này lên đó, ở trong này nó có bấy nhiêu phong chữ này rồi nó còn ở trong này nó có máy một số cái nữa thì tùy nhu cầu của mọi người thí dụ mọi người muốn cài bốn hàng thôi không cài năm hàng thì mọi người không cài muốn cài cái phong chữ nào thì chúng ta chỉ cần nhấp chuột phải vào cái phong chữ đó sau đó ở trong cái 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 máy của mọi người nếu nó không hiện ra thì mọi người sẽ nhấn vào cái dòng dưới cùng này đó là mọi người chọn install đó vào đây rồi chờ một chút xíu đó nó chạy xong đó là một cài mình cài một cái còn nếu như mà mình cài muốn cài hết những cái này á thì mình bôi đen hết những cái này xong mình cũng nhấp chuột phải nếu máy của mọi người nó không hiện ra cái chữ instart đó thì mọi người chọn dòng dưới cùng nha còn nếu mà nó hiện ra như thế này rồi thì cứ chọn vào đây thôi đó rồi ok nó sẽ chạy hết tất cả sáu cái phòng chữ mà này đó có nghĩa là bây giờ máy của mình nó đã cài xong rồi máy nó mình nó đã, đã cài xong sáu cái phong chữ này rồi Rồi, khi nó cài xong thì mọi người mở bên này lên nó chưa hiện ra đâu. Đó, nó không có hiện ra liền đâu. Mọi người phải tắt cái 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 cái, cái file này đi. Đây thí dụ bây giờ mình mở lại bài 45 này. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta mở cái này lên. Nhìn vào cái uh, đây. Đó, thì bây giờ cái 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 phong cảnh này nó đã hiện lên rồi. Đó, là cái cách để chúng ta cài cái phong chữ nào mà ở trên máy của chúng ta mà nó 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 khi chúng ta tải một cái file gì về mà nó bị lỗi á, thì mọi người sẽ cài cái cách cài là như thế còn à, ở trong cái, à, cái 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 hôm nay thì à, mình à, thêm một cái nữa đó là cái phong chữ của lớp 1 như lúc nãy mình đã nói với mọi người rồi đó thì à, cái phong chữ của lớp 1 thì à, đây Đó à, ở đây có bốn cái phòng chữ trong sách giáo khoa của lớp 1 nha sách tiếng việt ạ đây cái phòng chữ để chúng ta đọc kiểu dạng như thế này này ví dụ bếp lửa tới quê nhà ấm áp đây đó thì uh, mọi người cũng tải về sau đó cũng bôi đen nó nhấp chuột phải sau đó chọn insta rồi cái này máy trên máy của hải đã cài rồi cho nên có thể là nó đó thì đấy thì mọi người cài rồi thì nó sẽ hiện như thế và khi chúng sau chúng khi chúng ta cài xong rồi thì trên máy của chúng ta nó sẽ hiện ra đầy đủ hết như thế này và nhớ khi cài xong thì chúng ta sẽ tắt đi và cài lại như thế này à, và bật lên lại như thế này thì nó sẽ hiện ra nhé đó thì uh, phong chữ 4 mô ly 5 ly gì đây thì nó đều hiện ra đầy đủ hết như thế các cái phong chữ này này thì ở cái phần hướng dẫn cài cái phong chữ này thì chỉ có như thế thôi xin chào tất cả mọi người